Cái ngon quá nó đẹp lắm trời. Hay là những cái ngon của nó. Không phải đâu, ông đâu có giao du đâu. Nó mà hát rồi ta xỉu á. Bị thứ hai mà. Chiều tối á thì nay không cách âm được thầy, và làm cửa cách âm cho chị xí bông nước muối nữa. Chào chào. Chỉ cái chỗ trụ điện rút thì ngắt cầu dây cho mày. Ngắt cái là quán mình ngắt luôn đó con. Ngắt cái nhà đó thôi chứ. Lao làm chị đi. Rồi bà nói gì à? Bà kêu là gì đi học quá đúng không? Ừ, dạ. Bà kêu là 5-7 ngày cứ để từ từ đó thì giống như là 5-7 ngày sau da nó ổn lại từ đầu á thì mới được lấy. Cái này là hỏi bà ăn bông à? Bông da. Chị gì thấy em bông rồi đó. Mà làm một lần không làm lần hai có bông trời. Chị nghĩ phải làm lần hai thầy. Chị có đập vô lần nữa là mai mốt bông.
tra rồi chị qua xem lại à. Tình anh đây. Đúng không? Có mà nếu mà ơi, em hỏi cho chị này, em kêu là hôm qua có lúc đây là chị nó nằm luôn. Xong em kêu là mấy chị nó nhớ liền, còn em thì ngày thứ hai mới nữa. Hôm nay em cho em hỏi là cứ thì là chị nó có ong không á. Và kêu là nhà nó mỏng với em, nhưng khi vào thuốc phải vào đủ 2 ngày. Cho nó sẽ xịt vô đây lên luôn, đứng ra dầu phải lên được. À thì chị mới hỏi đó, chị hỏi gửi hôm qua rồi, lên đơn rồi gửi rồi. 2 ngày có. Châu tràn trúng thứ bảy chủ nhật nữa. Thứ hai chị mới nhận được. Chị đoán thôi. Chắc luôn chị đoán gì nè. Bà lanh quá trời. Chị cho hỏi chị. Hỏi chắc rồi cũng chừng nói chị. Gì? Nếu mà mình làm một lần á, mà mình không làm lần thứ hai là bị sạm thôi chị ơi. Chị kêu là nếu mà mình làm một lần thì chắc chắn là chị da chị nó bị sạm rồi đó. Thôi chị kêu là bây giờ á là chị khó dùng ẩm với lại của cái mũ đi. Rồi cho đủ tuần chị Loan tuần sau làm. Nhiều khi đúng là chị Loan này không chị quên. Chị quên cái vụ làm lần hai. Em nghĩ rồi em đi của từ hôm qua ngồi suy nghĩ sao mai thì nó không biết đâu. Xong chị hỏi chị quay mắt luôn á, không nhớ luôn á. Hay là chị kêu thôi chị thôi.